quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho ông Trần Tuấn Anh, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương khóa 13, thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Khánh Hòa. Theo nghị quyết, ông Trần Tuấn Anh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 5 tháng 2 năm 2024. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đưa ra dựa trên căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị ngày 31 tháng 1 và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vào ngày 21 tháng 1 cùng đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh ngày 30 tháng 1 năm 2024. Trước đó, tại hội nghị bất thường họp hôm 31 tháng 1, Trung ương Đảng đã thống nhất đồng ý để ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 theo nguyện vọng cá nhân. Trung ương Đảng cho rằng ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm, phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Tuấn Anh đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành ngành công thương, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương. Nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Ông Trần Tuấn Anh, 60 tuổi, quê quán tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội các khóa 14, khóa 15, tỉnh Khánh Hòa. Ông Trần Tuấn Anh trải qua nhiều vị trí tại các bộ gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, sau sắp nhập trở thành Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương. Từ năm 2016, sau khi trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ năm 2021, ông tái đắc cử Trung ương Đảng khóa 13, được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tại kỳ họp 35, hồi đầu tháng 1 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Trần Tuấn Anh cùng các ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do các vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ ông Trần Tuấn Anh là Bộ trưởng. Bộ Chính trị sau đó đã họp quyết định kỷ luật khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng, song không đề cập hình thức kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương, các nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm vừa nêu đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý Nhà nước, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.